Thưa quý vị, tiếp theo là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Huy Thức yêu cầu cung cấp thông tin về việc ông nhập viện. Phần tin chi tiết Thu Hằng gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, Facebook mang tên Bạch Hồng Quyền đã loan tin ông Trần Huỳnh Duy Thức, tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở trại giam số 6, tỉnh Nghệ An, đã được phía trại giam đưa vào bệnh viện Ba Lan ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sự việc trên xảy ra vào ngày tuyệt thực thứ 48 của ông Thức, tức là ngày 10 tháng 1 năm 2021. Trước thông tin trên, ngay trong sáng 11 tháng 1, gia đình ông Thức đã làm đơn gửi gấp cho lãnh đạo trại giam số 6, yêu cầu phía trại giam trả lời rõ về thông tin về ông Thức bị nhập viện và tình hình sức khỏe hiện tại của ông ra sao. Trước đó, vào ngày 9 tháng 1 năm 2021, vợ và em trai ông Thức đã được chuyển trại giam số 6 cho vào thăm ông Thức. Họ cho biết đây là ngày thứ 47 ông Thức tuyệt thực và ông đã sụt 9 kg, hiện chỉ còn lại 58 kg. Cơ thể ông Thức rất là gầy, xương lộ rõ và nét mặt già đi rất nhiều. Ông Thức kể lại cho người thân của mình vào ngày tuyệt thực thứ 25 thì ông đã bị ngã khi đang đứng lên trong toilet và đã bị đập đầu vào một cái xô. Lúc này, trưởng phân trại giam động viên ông Thức uống sữa nhưng ông chỉ sử dụng một chút cà phê. Đến ngày tuyệt thực thứ 42 thì ông Thức bị choáng, té xuống hồ nước, suýt đập đầu vào cạnh tường và cạnh của bờ hồ. Đường huyết của ông bị giảm chỉ còn lại 1.8. Sau khi bị ngã, ông Thức bắt đầu uống sữa để cầm cự nên đường huyết lên lại 3.5. Ông Thức cho biết ông chấp nhận uống sữa là vì ông thà chết chứ không sống bại liệt, không ngã đột quỵ. Tin sau đây cho hay Bộ trưởng Tài chính Cộng sản Việt Nam muốn tìm cách để lấy ngoại tệ và vàng của người dân. Theo như tờ báo VN Economy vào ngày 9 tháng 1 năm 2021 loan tin, tại hội nghị ngành kế hoạch và đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản nói rằng, nhà cầm quyền cần có cơ chế khuyến khích để huy động vàng và ngoại tệ trong dân. Nói là cơ chế và huy động, nhưng thực chất là ông Dũng tìm cách để lấy được vàng và ngoại tệ của người dân cho nhà cầm quyền. Đây cũng chính là câu nói và mưu đồ mà suốt nhiều năm qua, các lãnh đạo Cộng sản liên tục phát ngôn, ngay cả ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản cũng đã từng nói câu này. Họ còn khẳng định tiền và vàng trong dân còn rất nhiều. Ông Dũng cũng giải thích rằng mặc dù thế và lực của Việt Nam hiện nay đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn còn có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Đồng thời, Việt Nam cũng đang bị áp lực bởi các vấn đề như già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo và được dự báo là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao. Vì vậy, nhà cầm quyền muốn hành động ngay, không muốn bỏ lỡ cơ hội. Ông Dũng xảo ngôn rằng, mọi chính sách của nhà cầm quyền phải xoay quanh hoặc hướng tới hạnh phúc của người dân, vì người dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu để hướng tới. Nên nhà cầm quyền phải tận dụng mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Tuy nhiên, dư luận lại cho rằng, cái mà cầm quyền hướng tới đó chính là bóc lột và tìm cách cướp bóc tài sản của người dân nhằm đẩy họ vào bần cùng. Cộng sản Việt Nam xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương về sai phạm kinh tế. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin, Tòa án thành phố Hà Nội sẽ đưa cựu Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm ra xét xử vào ngày 18 tháng 1 tới đây. Ông Hoàng và các đồng phạm sẽ bị xét xử theo cáo buộc vi phạm quy định về quản trị và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản trị đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và thành phố Sài Gòn. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong một tuần. Một số đồng phạm là viên chức cao cấp của Bộ Công Thương, trong đó có cựu Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố Sài Gòn Nguyễn Hữu Tính, cựu Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa hiện đang bị truy nã quốc tế cũng liên quan đến vụ án này. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát Tối cao, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải khát Sài Gòn Sabico được giao cho khu đất tại số 2, số 4, số 6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Sài Gòn. Ông Hoàng đã ra lệnh viên chức cấp dưới thực hiện các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất này để thành lập công ty liên doanh Sabico Pearl cùng các doanh nghiệp tư nhân đầu tư thực hiện dự án, xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê. Sau khi góp vốn liên doanh xong, các bị cáo đã tích cực ra lệnh cho Sabico thoái vốn, chuyển quyền quản trị tài sản của nhà nước sang tư nhân trái phép luật, gây thất thoát, thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau 50 năm, những bí mật cuối cùng về cuốn hồ sơ Ngũ Giác Đài đã được tiết lộ.
Theo như hồ sơ, ngũ giác đài tức là Pentagon Papers là một báo cáo dài 7.000 trang của chính phủ Hoa Kỳ trình bày rõ về chính quyền nước này liên tiếp leo thang chiến tranh Việt Nam trong khi che giấu những nghi ngờ rằng hành động này có thể đi đến thành công. Hồ sơ trên đã được tờ báo New York Times công khai vào năm 1971 vì những phản đối pháp lý của chính quyền Tổng thống Richard Nixon. Nhưng cách thức mà phóng viên Neil Sheehan có được các tài liệu này vẫn luôn luôn là một bí ẩn. Theo tờ Guardian đưa tin, thì vào hồi tuần này, một năm sau khi ông Sheehan qua đời, ở tuổi 84, bí mật về cách ông có được bản báo cáo cuối cùng cũng đã được đưa ra ánh sáng. Trong một cuộc phỏng vấn kéo dài 4 tiếng vào năm 2015, ông Sheehan đã kể lại việc ông đã bất chấp yêu cầu của ông Daniel Ellsberg như thế nào. Ông Ellsberg là một cựu chuyên gia phân tích của Bộ Quốc phòng, người đã cho phép ông Sheehan đọc nhưng không được sao chép các tài liệu nói trên. Tuy nhiên, thì ông Sheehan đã đem các tài liệu này ra khỏi một căn nhà ở Cambridge, Massachusetts và mang chúng tới một cửa hàng sao chép và giấu chúng trong tủ khóa ở bến xe bus và một ở phi trường Logan của Boston. Và cũng trong lời kể thì ông Sheehan cho biết là không bao giờ muốn nói về cách lấy được bản sao hồ sơ vì sợ mâu thuẫn với lời kể của ông Ellsberg hoặc là khiến cho người tiết lộ tài liệu xấu hổ. Nhiều năm sau đó thì ông Sheehan và ông Ellsberg thấu hiểu lẫn nhau hơn về sự việc này. Ông Sheehan cho rằng cả hai người họ đều không đánh cắp vì hồ sơ trên là tài sản của người dân Hoa Kỳ. Dân biểu Janice Nguyễn, đồng tác giả dự luật hỗ trợ 2 tỷ 600 triệu Mỹ Kim vào các công ty nhỏ bị lỗ lã vì COVID-19. Dân biểu Janice Nguyễn đã tham gia các nỗ lực của hai đảng để giúp đỡ các công ty nhỏ đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19. Dự luật SB 74 của Thượng viện còn được gọi là đạo luật duy trì hoạt động của California nhằm giúp đỡ các công ty nhỏ, chiếm khoảng 97% ở California. Dân biểu Janice Nguyễn cho biết rằng bà nghĩ rằng một trong những việc sử dụng ngân sách tiểu bang tốt nhất là thúc đẩy nền kinh tế địa phương và hỗ trợ cho các công ty tiếp tục hoạt động, bởi vì người dân muốn trở lại làm việc để có thể cung cấp thực phẩm, nhà ở và các nhu cầu căn bản cho gia đình của họ. COVID-19 đã khiến nền kinh tế California chậm lại khi các công ty nhỏ bắt đầu ngưng hoạt động vào tháng 3 năm 2020. Nhiều công ty trong các ngành công nghiệp khác nhau đã đóng cửa và mở lại nhiều lần, tùy thuộc vào các hạn chế và quy định mới được ban hành trong suốt 10 tháng qua. Sự việc này đã tàn phá tài chính và khiến cho nhiều người không có việc làm. Dữ kiện gần đây nhất đã cho biết gần 1/3 số công ty nhỏ sẽ không thể tồn tại sau tháng 1 năm 2021 nếu không có thêm kinh phí. Hiện có tổng cộng 37 nhà lập pháp tiểu bang California đang ủng hộ đạo luật trên. Trong dự luật này, 10% dự kiến của California sẽ được tài trợ cho các công ty nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại để gửi tới quý vị những phóng sự từ cộng đồng. Mời quý vị tiếp tục đón xem.